con không hiểu được cái từ niết bàn, là cái từ niết bàn giữ niết thứ trước, niết bàn con nói gì hết, mà bàn là nó cứ cùng cùng đau khổ. Con đeo ghép hai chữ này lại á, niết bàn niết bàn không thì bàn nhiều đau khổ, nghĩa là mắng là đau khổ nhiều quá đó. Thế nào hai chữ này ghép lại thì nó đau khổ nữa. Mà khi con nào ở trong cái giảng đường này, con chẳng phải con thấy con bình thì con có đau khổ, thấy ai cũng là thân thương, ai cũng dễ thương, mà con chẳng lo chuyện thật đâu nữa. Như vậy con đã đạt tới nước đàn tâm hiện tại là nhắc mũi tâm cho thầy. Con có khổ, mà bây giờ là bà cụ là đang ngồi ở đây không có tiền nào, không có đâu phụ gì hết trơn á, thì như vậy là niết bàn chưa? Thực ra đó là bất kỳ lúc nào mà mình hoàn toàn toàn vẹn với thực tại. Ví dụ đang ở đây bây giờ như là cái như bản thân mình trong hoàn cảnh thế nào, mà không có khởi lên một cái niệm nào, khởi lên cái niệm là phải là hay là vậy trên đây đó, thì chính là niết bàn. Thế nhưng mà nếu như mình lại cố giữ cái niết bàn đó, mình lại muốn là kéo dài cái niết bàn thế nào, thì đó là mất. Bởi vì cái niết bàn á là nó có là nó cũng sinh mà nó cũng diệt, mà nó cũng không phải có mà nó cũng không phải không, nó cũng phải thường mà nó cũng phải đoạn. Nhưng mà là vậy đó, tức là cái khi mà mình không còn cái điểm nào mà tham lam sân hận si mê gì, còn bạc ngạc gì, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên đừng có nghĩ niết bàn là một chuyện gì mà quá ghê lắm, tại vì mình cứ tưởng tượng niết bàn là cái gì nó quá ghê lắm, cho nên đó là nó trở thành là một áo bồng, nó không phải thật. Cho niết bàn là nó hoàn toàn thật, niết bàn là hoàn toàn thật. Nhưng mà có cái điều là thế này, trong kinh có cái chuyện là có cái người cùng tu, tức là cái người đã cứ đi lang thang cái chuyện này cái kia, mà là quên rằng là nhà mình cố là nhà giàu. Thì cái câu chuyện nó giống như câu chuyện của một người mình, câu chuyện của bà cô Tích, nhưng mà thực ra là câu chuyện hiện thực ở trong một người đó, là mình cứ lang thang đi tìm kiếm cái này cái kia, mà ít khi nào mà mình thử trở về để tròn vẹn với cái mà nó đã là cái hoàn thiện ngay từ đầu rồi. Cho nên đó, nó không cần thêm cần bớt gì cả, nó chỉ là như nó đang là thôi. Thì cái đang là đó là như thế nào thì mình phải có trong trường hợp là vừa nói đó, thì mình phải lưu ý hai điều. Một là đó là trạng thái, hai là đó là thái độ. Có thể là khi thái độ, cái thân thái độ tâm trong làm trong sáng thì là niết bàn. Vì vậy cho nên là có thể niết bàn đó là an lạc, nhưng mà cũng có thể khi mình là đau khổ đau đớn, nhưng mà mình tâm mình vẫn rộng lành trong sáng thì vẫn là niết bàn. Thì cái niết bàn là thái độ, chứ không phải là ở cái chỗ mà mình được ở trong cái trạng thái nào, mà là thái độ. Cho nên đó là có thể có người đang đau đớn, đang mất mát, nhưng mà cái người đó lại là thái độ người đó là niết bàn. Nhưng mà có người là hoàn toàn đang hạnh phúc, nhưng mà lại là chấp trước cái hạnh phúc đó, mong cái hạnh phúc đó được kéo dài, thì lại là đang đau khổ. Thành ra cái khổ này, có nói cái khổ nó có ba loại. Cái khổ tự nhiên đó là rất cần thiết, ví dụ như là mình
khi mà trời nóng quá thì nó thì thấy thấy đau khổ, hay là mình nặng quá mình thấy đau khổ, mình đói quá mình đau khổ, mình no quá mình đau khổ, ngồi lâu mình đau khổ, đi nhiều quá đau khổ, tức là cái đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên đó nó giúp cho mình điều hòa lại thôi, để mình đừng có quá, cái điều hòa lại để mình đừng có quá. Thì ra là cái khổ đó là rất cần thiết, không thể nào loại cái khổ đó ra ngoài. Cái khổ thứ hai đó là cái khổ quá, khổ quá tức là mình đã làm cho nên bây giờ mình mới chịu, mình là ham rượu chè cho nên bây giờ đau gan thì mình phải đắp rượu là cái đó. Chúng ta ai vậy? Thế nhưng mà qua cái mà mình đau gan đó, mình học ra được cái bài học nhân quả để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại thì tốt. Tức là nếu một cái người đã có một cái hậu quả xấu nhưng mà lại biết học từ cái hậu quả xấu đó để thấy ra, để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì nó lại trở nên tốt. Cái khổ thứ ba là khổ tâm lý. Khổ này nó chẳng khổ chút nào hết. Ví dụ như bây giờ một anh thanh niên có một cô người yêu, trước khi mà yêu cô đó, cô đó không phí đâu đi cái đâu sao, mình đâu có gì đâu. Tự nhiên cái mình nói là cái cô này là người yêu của mình, cho nên bây giờ đi với một anh chàng khác là tự nhiên mình không khổ. Thì cái đau khổ đó là thân ta là ảo tưởng, nó đâu có gì đâu. Đo tim thì thấy tim đập cũng có mình tim, cũng có đau gan, gan cũng thấy đau gan gì đó, tất cả cái gì mà cả nhân tố hết á, có cái cả thấy có cái có gì cả thì nó chỗ nào khổ đó, có tìm ra đâu ra khổ trong người đó. Cái khổ đó là khi đó ảo tưởng tạo ra. Thế rồi á, giả sử cái người đó nói thôi mày vừa không yêu được, giả sử là giả sử có mà làm được chuyện đó, tôi không yêu được. Thế là bây giờ cô đó muốn đi đâu thì tôi không sao đâu. Đó. Thế thì cái mà khổ đó là thực ra là mình từ ảo tưởng của mình dựng lên, mình từ tạo nên cái khổ đó. Cái khổ này mới là cái khổ dữ dội. Nhưng mà cái khổ dữ dội này ấy, nó là ảo, nó là tâm lý, nó không phải thật. Cái này mới là khổ đấy. Chứ còn cái khổ mà cái khổ quá, cái khổ mà tự nhiên thì bây giờ ai cũng vậy không? Bây giờ Phật thì cũng vậy không? Nhưng mà Phật hay là các vị thánh thì cũng còn cái khổ đấy, tức là không có cái khổ mà do ảo tưởng mình tạo ra. Nhưng mà vừa cảm thì bằng đau nhất, cái đau đó là đau tự nhiên, cái đó là khác. Cho nên là cái người giải thoát khổ vẫn có thể còn đau đớn nhưng mà không có khổ không, còn đau nhưng mà không có khổ. Bởi vì đó đau hay là không đau chỉ là trạng thái, trạng thái đó thì nó có đến có đi, có sinh có diệt thì nó còn cái thái độ đó, niết bàn hay không á là cái thái độ, không phải là nơi cái trạng thái của mình á. Thì lại thường là mong đạt được trạng thái niết bàn, mà cái trạng thái niết bàn đó là do mình tu, mà hiện tượng cái thì mất cái mà trong lành trong sáng, mà hiện mất trong lành trong sáng mất cái bàn.